Thưa quý vị, Văn Miếu Quốc Tử Giám là công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cũng như các bậc hiền tài nho học ngày xưa. Và đối với nhiều người, ngày mùng 3 Tết hay được quan niệm là Tết Thầy, đến với Văn Miếu Quốc Tử Giám để kính lễ và xin chữ sẽ mang lại nhiều may mắn cho đường công danh và học hành. Sau 2 năm bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, năm nay chị Trang đưa em mình tới Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm để duy trì thói quen xin chữ vào ngày mùng 3 Tết của gia đình. Mình thì mình xin chữ thuận. Thuận tức là thuận buồm xuôi gió và thuận lợi trong một năm. Với em mình thì xin chữ đạt, cầu mong là được trong năm tới thì sẽ hoàn tất cái công việc học tập. Với 50 nhà thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ sáng tạo, người dân tới đây có thể thỏa sức lựa chọn ông đồ chắp bút cho mình để có thể có những bức thư pháp đẹp vào ngày đầu năm. Vì các bạn học sinh nhỏ như các bạn này thì là trí tuệ, các bạn lớn hơn thi vào cấp 3 thì đỗ đạt và thi vào đại học thì là đăng khoa. Đấy, và rất là nhiều các cái nội dung khác và công thành danh toại trong năm mới. Hôm nay em đến để em xin chữ đỗ đạt ạ. Đỗ là em có thể đỗ đại học vào cái ngôi trường mà mình mong muốn. Đạt là em có thể đạt được những cái ước vọng của em. Hoặc là xin chữ với mong muốn rất thực tế như thế này. Cũng muốn là xin vía học ngoại ngữ với cả là tìm hiểu thêm về văn hóa của phương Tây. Không chỉ gửi gắm những mong cầu tốt đẹp cho năm mới, hoạt động xin chữ đầu năm còn mang nhiều giá trị về tinh thần cho các bạn trẻ. Đối với một người trẻ như em khi mà đến Văn Miếu này thì có thể chứng tỏ một điều là những người trẻ vẫn đang rất là cố gắng để gìn giữ những cái bản sắc dân tộc của chúng ta. Vẫn nhớ được những cái ngày Tết của mình, những cái bản sắc văn hóa, ví dụ là mùng 3 là Tết Thầy. Đây là một văn hóa mà mình nghĩ là phải lưu giữ và những người trẻ như mình thì cần duy trì. Và coi như là một phần của cuộc sống trong Tết hàng năm ạ.